Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thế hôm nay lâu lâu mình mới đi sang phố thì hôm nay đi con Mazda 3 mọi người nhá. Đang đi tìm chỗ đỗ xe. Phải đi tìm chỗ đỗ xe rất là xa mọi người ạ. Đây, chỗ này là chỗ đỗ xe rồi. Để mình đợi mình một chút để mình đỗ xe đã nhá. Anh ơi! Bác ơi! Cho tao gửi xe với. Đây rồi. Chỗ nào bác? Đây đến chỗ đỗ xe rồi mọi người. Anh ơi cho em gửi xe với. Cho anh gì? 60 em ơi. Tìm mãi được chỗ đỗ xe mọi người ạ. Sang phố thì luôn luôn là như vậy. Tìm chỗ đỗ xe mệt lắm. Đợi một chút để mình dê xe vào cái đăng nhá mọi người nhá. Vừa mới gửi xe xong mọi người ạ. Thật sự là đi gửi xe rất là xa xong rồi đi bộ. Hôm nay mình có chút việc đi sang ngân hàng ở bên phố cơ. Thì đi mất một tiếng mới sang đến đây. Thì vẫn như mọi lần mình vẫn đi con Mazda 3 sang phố, nhưng mà lần này thì tìm chỗ đỗ xe nó rất là xa và dê xe vào nó cũng nhỏ nữa ấy. Mà chờ xe rất là lâu. Nói chung Mazda 3 đi vẫn tiện hơn con Lada rất là nhiều. Đi mấy cái cung đường hẹp ấy mọi người. Thì đi Mazda 3 nó vẫn dễ hơn, luồn lách nó vẫn dễ hơn. Nhưng mà tí nữa mình sẽ kể cho các bạn còn một số cái nhược điểm của con Mazda 3 khi mà ra bên phố nhé. Giờ mới xong việc mọi người ạ. Thật sự là rất là lâu rồi mình mới đi sang bên phố ấy. Này sang bên chỗ ngân hàng có chút việc. Ngày xưa mình có vay ở cái ngân hàng này thì bây giờ sang để tất toán không. Lâu lắm rồi mới sang bên phố. Đồng dã man. Xe đây rồi mọi người. Sau đây mất một tiếng. Làm việc mất một tiếng. Người vào đến xe mọi người ạ. Thì cũng lâu lắm rồi mới sang bên phố. Thì tiện hôm nay sẽ đánh giá luôn xem là con Mazda 3 nó vận hành như thế nào ở trong phố nhá. Và mọi người có nên mua nó ở trong phố không. Để mình di chuyển á. Tại vì bây giờ cũng khá là muộn rồi. Mình đi từ lúc 1 giờ, hơn 1 giờ. Mà đến bây giờ là hơn 4 giờ rồi mới làm việc xong. Tại vì hôm nay chờ, mất thời gian chờ cũng khá là lâu. Thôi để mình di chuyển ạ mọi người nhé. Mình đang ở cái đoạn này là đoạn Nguyễn Chí Thanh. Lâu lắm rồi mới đi sang đây. Đông thật. Bên phố đông thật đấy. Cảm giác mình như kiểu là từ quê về ấy mọi người. Mà mình thì mình ở ngay Long Biên thôi. Ngày xưa mình ở Cầu Giấy. Thì sau này anh chị em chuyển hết sang Long Biên thì thôi mình cũng về Long Biên mình ở cùng với gia đình cho nó vui. Chắc cũng phải tầm, mình nghĩ là khoảng 5 tháng rồi đấy mình mới sang bên phố. Tại vì đợt này mình có tí việc thì sang bên phố xem là có gì hay ho không. Hôm nay thì mình sang phố để tất toán mấy cái dư nợ ngày xưa. Mình có vay ở ngân hàng, thế là mình sang luôn. Đèn xanh đèn đỏ rất là đông. Bây giờ là 4 giờ, không biết là 5 giờ mình có về được Việt nhà không. Mình đi cái đường này là đường Nguyễn Chí Thanh, xong rồi rẽ sang bên đường Láng ấy mọi người. Rẽ sang đường Láng xong lên vành đai 2 thì chạy thẳng về cầu Vĩnh Tuy. Thì về thẳng Long Biên thôi. À tiện thì mình cũng đánh giá luôn cho mọi người cái yếu nhược điểm của con này ở đi trong phố nhá. Thì con này đi ở trong phố thì rất là ngon mọi người ạ.
nó đi trong phố thì luôn luôn là đi chậm rồi đúng không? Đi trong phố thì không có chuyện đi nhanh rồi, mà đường ở trong phố thì nó không nhám như ở trên cao tốc, đi êm. Và cách âm thì bây giờ Mazda 3 làm cũng khá là ổn rồi. Cách âm của Mazda 3, nếu mà bây giờ mình đang đi ở trong phố đấy mọi người, rất là nhiều xe cộ, nhưng mà nó cách âm với môi trường bên ngoài cũng khá là tốt, cũng không nghe thấy tiếng xe đâu. Nói chung là nghe thấy nhưng mà nó sẽ rất là nhỏ. Mình có đeo mic nên là chắc là mọi người sẽ không nghe thấy đâu. Nhưng mà cách âm bên ngoài, cách âm với môi trường bên ngoài thì nó khá là tốt rồi. Bây giờ chỉ còn cái hơi dội gầm lên một chút thôi. Cái này thì không thể tránh khỏi được, tại vì Mazda 3 là phân khúc hạng C mà mọi người, thì tiền nó cũng vừa phải nên là không thể đòi hỏi hơn được. Nó không thể so sánh với, nó cùng hiện tại thì nó cùng tiền với lại Lắc A, nhưng mà nó không thể so sánh với Lắc A được, tại vì Lắc A nó thuộc vào cái phân khúc D cộng cơ mà. Với lại Lắc A thì rất là ngon, nó phê âm ngon lắm. Còn con Mazda 3 này đối với mình là đi trong phố ngon này. Khi nãy thì đường rất là đông thì luồn lách nó cũng dễ dàng hơn. Ngoại mình cũng có đi vào mấy cái cung đường ở trong ngõ ấy, gần cái chỗ mà ngân hàng mình làm việc. Thế là đi vào đấy, nếu mà như con Mazda 3 thì đi vào đấy nó sẽ luồn rất là khó. Còn như con này đi vào thì thoải mái, vẫn đi được, đi bình thường. Nhiều khi mình phải cua vào ấy mọi người, nó cua gấp. Nên là đi con Mazda 3 này sang phố lúc nào nó cũng tiện, nó ngắn. Cái bản kính quay đầu của nó thấp, tiện mọi người ạ. Với cả đi cách âm cũng được. Mỗi một cái đó là cái máy của nó vẫn hơi yếu mọi người ạ. Kể cả đi trong phố nhiều khi đi lên đi lên cầu vượt ấy mọi người, đi lên cầu vượt thì nhiều khi nó vẫn hơi yếu. Nó kéo cái vòng tua lên tận hơn 2000. Nói chung là máy 1.5 kết hợp hộp số 6 cấp này của Mazda thì không thể đòi hỏi hơn nhiều được mọi người ạ. Với cả là cái giá như bây giờ thì mình nghĩ nó cũng hợp lý. Bây giờ giá của Mazda 3 hơn 600 thì hơn 600 cả đăng ký hoặc là hơn 700. Đấy, thì bây giờ đang được giảm phí trước bạ các thứ. Nhưng mà bây giờ Mazda 3 họ mua ít lắm mọi người. Mazda 3 bây giờ nó thuộc vào cái phân khúc kiểu mua chơi chơi ấy mọi người, chứ nó không thuộc vào cái phân khúc mà rất rất là nhiều mọi người mua để dùng hàng ngày. Như ngày xưa thì ít lựa chọn, ngày xưa chỉ có mỗi Mazda 3 thôi là cái con mà đẹp nhất ở trong phân khúc ngày xưa, tại vì ngày xưa nó ít xe, nó không nhiều cái hạng như kiểu CUV như bây giờ. Cái tầm 600-700 như bây giờ thì nó nhiều CUV ấy. Kiểu mình có thể mua mấy con kiểu X-Force cũng đẹp, hoặc là Creta, hay là CX-3, hay là VF-6 kiểu vậy. Cái tầm tiền đấy mọi người có thể mua được những cái xe như thế. Đi thì nó cũng thế thôi, nhưng mà ngồi nó sẽ cảm giác nó cao hơn, nó thoáng hơn. Nên là bây giờ người ta chuộng gầm cao nhiều hơn. Thì cái bọn Mazda 3 này bây giờ nó chẳng biết bảng xếp hạng nó bị bay tận đi đâu rồi mọi người. Ngày xưa lúc nào Mazda 3 cũng ở trong top 10 bán chạy xe nhất Việt Nam. Còn như bây giờ thì Mazda 3 bay màu rồi mọi người. Sang bên đây thì cứ đi một đoạn lại chờ đèn xanh đèn đỏ. Các anh em ở bên phố thì mình không nói rồi nhá. Có nhiều anh em ở ngoài tỉnh thì cũng rất ít bên lên phố, nên là mình thì ở bên Long Biên, thì hỏi mình sang đây như kiểu là một cái trải nghiệm mới mọi người. Thật sự là một năm nhá, như mình một năm mình chỉ sang phố khoảng 2-3 lần thôi. Tức là có cái công việc gì rất là quan trọng hoặc là bắt buộc mình đi, mình mới đi thôi, chứ mình không sang đây mình chơi đâu mọi người. Với cả là mình cũng chẳng sang bên này để mua sắm cái gì cả, tại vì ở bên Long Biên quanh quanh khu chỗ mình là cũng có đầy đủ hết rồi. Với lại con cái nhà mình cũng không học ở bên phố nên là mình ít sang phố lắm. Công việc của gia đình thì cũng ở loanh quanh nhà thôi, còn mình thì công việc của mình là ở nhà nên là phải nửa năm mình mới sang phố một lần.
cảm giác mỗi lần sang phố thì như kiểu là một cái trải nghiệm mới mọi người. Thật, tại vì mình ở bên Long Biên, không biết các bạn sao nhưng mà mình ở ngay Long Biên thôi, mình sang phố thì cũng nhanh, nhưng mà mình ít sang lắm.